Hi hy vọng các bạn đã expo được cái app chúng ta thông qua cái notepad nào trong bài này mình sẽ thử cái thao tác đơn giản nhất làm sao để scale được một cái deployment như bạn biết là các bạn đã chúng ta đã có một cái deployment là, là app một deploy mà chỉ có một replica set và trạng thái là một ready một ok uh, target là một và đã tạo ra một thành công gọi là 1 trên một là thành công này bây giờ mình sẽ thử cái scale nha bây giờ mình sẽ còn là q scale đây nó có các loại scale không? nếu các bạn lần đầu tiên các bạn chưa làm thì các bạn khỏi help để các bạn coi là scale này nó có giúp bạn scale cái chuyện gì <laughs> đây Uh, set new size cho một deployment uh, replica set replica controller nói chung bây giờ hiện tại các bạn dùng toàn replica set à replica controller này nó khá cũ rồi bao giờ hiện tại cũng ít dùng rồi tây set cũng là một cái topic hay không? mình sẽ nói sau nó uh, cũng khá là uh, phổ biến trong những cái triển khai truyền thống liên quan đến Kubernetes. Uh, rồi liên quan đến replica set đây một số ví dụ chúng ta xem ở đây scale số lượng uh, và cái replica set <laughs> rồi replica set chúng ta ở đây là ba ha thì trong này nó ví dụ đây là replica set chúng ta tìm cái nào có deployment nhé <laughs> thì trong đoạn này chúng ta không thể có cái vị cái uh, cơ rồi replica set replica set số à đây, số lượng deployment đây chúng ta sẽ có cái deployment là MySQL ở đây vậy thì mình sẽ có cái uh, tên deployment và cái số lượng target ha rồi chúng ta quay về cái Qctl get port Bây giờ mình sẽ thử scale ra thành hai nha Bây giờ mình sẽ có kêu scale Rồi chúng ta sẽ trừ replica Chúng ta bằng hai đi Rồi deployment Nó khá dễ đúng không ạ App 1 Rồi enter thôi scale thành công rồi này Chúng ta kêu get bot <laughs> Đây Nó mới tạo cái bot số 2 Và đang có là à, Mới tạo 4 giây này là có thể decry cái port này ra này qctl uh, decry port rồi đây các bạn xem chúng ta coi có này tất cả đều giống nhau chữ ip của nó này đây version 1 chúng ta đây không khác gì hết nào rồi thành công các bạn vẫn có thể là chất cái kêu cất deployment 2 trên 2 ha. Và các bạn thử kiểm tra replica set, get replica set. Đây, đối với scale á thì các bạn vẫn nằm trong một cái nhóm ha. Bây giờ giả sử mình scale down đi, scale down lại thì sẽ như thế nào. skill uh, kubectl get ha, rồi chúng ta sẽ thử scale down này. kubectl scale uh, deployment tên là app1 deployment trừ replica giả sử một đi rồi chúng ta sẽ coi này, Cue, tổ, get pod vẫn là một con đúng không ạ, cuttlefish cassette nè, đó, thì đây là cái uh, chúng ta hiện tại chúng ta làm thủ công, trong tương lai chúng ta sẽ làm cái việc mà giãn nở này một cách tự động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cách làm sao để một cái deployment dưới dạng nốt thì các bạn đã biết cách explore nó là một cái replica set rồi thì đối với deployment chúng ta vẫn có thể explore được ha hay là explore một cái port chúng ta vẫn được nhưng mà thông thường mình sẽ explore bằng dạng deployment thì nó cũng rất là phổ biến thì chúng ta cũng sẽ có câu luận này kêu cut, tổ explore trừ trừ hết lần đầu tiên các bạn làm các bạn nên làm những việc rất là chậm này rất dần dần thời gian đọc và chiêm nghiệm cái này ha. chắc là sẽ mất nếu chưa từng làm sẽ mất khoảng tầm mình nghĩ là khoảng tầm 15 20 phút gì đấy để các bạn đọc cái này. <laughs> Đây các bạn xem này. Những cái resource chúng ta có thể spawn này, port này, hay là ta là PO này, PO, này, PO hay gọi là PO ha. Service SVC, cần các controller, deployment và level các set à chúng ta có cái deployment. Thì đối với spawn deployment chúng ta port port à chúng ta post deployment. Đây, expose deployment này chúng ta sẽ cần phải explore, uh, deployment tên deployment này port bao nhiêu này nếu mà như các bạn biết trước chúng ta nếu chúng ta đặt tạo cái port này rồi thì chúng ta không khỏi cần đặt tạo cái target port này luôn còn khi chúng ta export dưới dạng bằng comment này thì gọi là imperative này các bạn nhớ chúng ta không thể chọn được cái port rồi ha thì cái port đấy thì catamet họ sẽ chọn port ngẫu nhiên và cái port ngẫu nhiên nó sẽ trải dài từ 30.000 cho đến 32.767 chúng ta sẽ dùng cái câu luận này nhá uh, uh, uh export deployment này rồi chúng ta sẽ kêu uh, có tổ expo deployment uh, deployment chúng ta sẽ là app1 và chúng ta sẽ có cái uh, thêm nữa là expo uh, là port ha chúng ta sẽ dùng port port chúng ta là 8080 uh, rồi cái service chúng ta trừ name service chúng ta sẽ đặt tên là giả sử như là svc1 rồi enter rồi chúng ta sẽ kêu cái tờ get fpc đây các bạn xem này fpc như các bạn nói nhưng mà như mình nói là nếu mà khi chúng ta không đặt tạc cái câu loại expo ra là loại nào á thai á thì nó sẽ luôn luôn là cluster ip có nghĩa là mình sẽ chỉ có thể truy xuất cái <laughs> cái service này thế dạng là internal thôi thì cái này mình sẽ để mình một đoạn sau mà sẽ nói riêng à, tại vì cái đoạn này mình nói bây giờ thì nó sẽ để ra rất nhiều cái khái niệm khác nữa mình đang làm một đơn giản nhất có thể thì bây giờ cái câu luận trên này chúng ta gõ lại như này mình gõ mình lười hơi lười nha mình sẽ thay thai nha Thai của nó mình sẽ chọn là nốt này nếu các bạn không chọn này nó không public ra bên ngoài được à, service already đã, đã có cái tên này rồi là <laughs> tên là service 11 nha rồi chúng ta kiểm tra này đây, Java 11 port nó là 30940 30, và nó vẫn nằm trong giải từ 30.000 đến 32.767 Như uh, bây giờ mình muốn truy xuất ra bên ngoài thì mình cần phải dùng một tông để export ra bên ngoài <laughs> mvc11-url Đây, chúng ta sẽ tự truy xuất đây <laughs> Đây, V1 hả thì đây là cái cách chúng ta export ra ngoài Trong bài tờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số các thao tác khác trên deployment Giả sử chúng ta muốn update một deployment, thay đổi cái image gì đấy hay là làm cái gì đấy ha Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi